sóng thần lên là mọi người tháo chạy vô bờ các bạn, tháo chạy rất là nhiều các bạn, không dám ở ngoài biển nữa, nguy hiểm quá. Đấy, mọi người đi lên bờ kìa, phía dưới này là đó đấy, mọi người tháo chạy lên bờ hết luôn, không ai dám ở dưới biển, quá nguy hiểm nha. Đây là cái chốt canh này bạn, mình cũng đi lên bờ, nguy hiểm quá, sóng thần nguy hiểm quá, chạy thôi. Vô đây lên bờ nấp chứ không mà sóng thần tới là chạy không kịp nha. Chuẩn bị vào trước khi chạy xuống cầu nguyện nè. Bạn đi cầu nguyện nè, giữ chặt vô. Mình đã tới Amazing Bay đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nha. Các bạn theo chân mình để vô trong này có cái gì. Cầm một chiếc vé đi vào cổng Amazing Bay nha các bạn. Cái vé này có giá là 450.000. Đây, có mã QR, quét mã QR nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô trong. Cầm cái vé này đi vô trong khu vui chơi các bạn. Cái vé này 450.000. Là chơi được tất cả các trò chơi trong công viên này luôn. Các bạn hãy theo chân mình nha. Một cái vé. Rồi, tới luôn, vô luôn. Rồi, mình vô được cổng rồi các bạn. Phía sau mình khá là hoành tráng. Trong cổng này là có một cái bản đồ, các bạn nhớ để ý cái bản đồ của mình nè. Sẽ có những cái khu vui chơi từng vị trí, mình sẽ nhìn vô đây và đi chơi các bạn. Thôi, mọi người tới khá là đông nha các bạn, ngay chỗ cổng nè, nhiều đoàn dẫn tới đây rất là nhiều. Từ phía trong ra tới phía ngoài rất là nhiều đoàn tới đây, những đoàn đi rất là nhiều xe, đấy là xe số 10 luôn nè. Toàn là mấy bạn thanh thiếu niên, quá trời nhiều luôn. Hiện tại mình đang đứng ở khu vực tắm biển nhân tạo các bạn. Bên kia là biển nhân tạo kìa, đó là màn hình LED lớn nhất Việt Nam ở ngoài trời đó. Phía sau lưng mình là nguyên cái khu vực tắm biển, sau lưng mình là nguyên một dãy ghế để cho ngồi tắm nắng nè, quá đã. Nhìn bên này là có áo phao cứu hộ. Bãi biển nhân tạo rất là hoành tráng nha. Ở bên này là cái bãi cát phơi nắng các bạn. Đây, sau khi tắm biển đây mình nằm trên này phơi nắng nè, trong xanh không, đã, có săn bóng chuyền rồi nè. Trước khi chuẩn bị đi xuống hồ bơi, team của mình ăn xôi các bạn. Mọi người ăn xôi ngon lành không? Không quá. Đây một cái hộp xôi rất là tuyệt vời nha, rất là nhiều topping. Không quá. Mọi người ăn nhanh lên, tập trung rồi xuống hồ nè. Rồi mình sẽ đi vô trong này, mình đừng có phao, mình đi xuống dòng sông Lười mà nằm nhất bạn. Đây, cái dòng sông Lười bên này. Hả? Mặc ở vô đây mặc áo phao với áo phao nè, rồi xuống dòng sông Lười. Mình sẽ lấy cái phao mình đi xuống biển các bạn, đi xuống dòng sông Lười. Đây cái dòng sông Lười bên này nè, khá là đẹp nhé các bạn. Các bạn đang lấy phao rồi nè, xuống dòng sông Lười. Khu vực này thu hút khá là nhiều các bạn trẻ nha.
trời khá là nắng nha. Cảm giác nằm trên dòng sông được trôi đi khá là thoải mái bạn, thật là thư giãn nè. Đi trôi theo cái tàu bên này nha. Hello, đây bây giờ dòng sông lên mình sẽ trôi một vòng. Đi qua đây đi, đi qua đây đi, đã quá. Cho bập bền nè. Nằm trên đây cả ngày không được các bạn. Rồi đã. Thì mình nằm trên một cái phao. Đây cái phao đây. Đó sẽ đưa mình đi chạy một vòng xung quanh ở đây. Rất là thư giãn nha. Ở đây mà cầm một ly rượu xung quanh ở đây, ngồi đây là 5 ly là thật tuyệt vời luôn. Là giống như ở trên thiên đường vậy á. Đây nước trong xanh nè. Đó sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Trên này có mái che nè. Rồi đỡ nắng nha. Mình nằm trên cái phao luôn các bạn. Đây. Nằm phao là tự trôi luôn. Cho tự trôi luôn. Khá đã. Đã quá. Ồ. Sung sướng cuộc đời. Đi qua phía dưới cái cầu các bạn. Phía sau lưng mình là khu trượt nước của mấy bạn trẻ nè, mấy bạn nhỏ nè. Đây, bên này là cái cầu. Mọi người đang nằm trôi bên kia kìa. Khá là nhiều nha. Rất là thích nha. Rất là đã. Trôi lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đây đây đây, trời ơi, những bạn nhỏ này bơi rất là dữ. Quá đã. Rồi bô luôn, bô vô luôn. Đây. Bô khúc này mình trốn nè. Rồi bi đỏ đi nhanh quá bi đỏ ơi. Ở phía sau mình là mấy bạn nhỏ bí đỏ bí đao này nè. Để rất là thích thú cái dòng sông này nha, bơi rất là nhanh nha. Quá trời, giờ mọi người mới xuống nè. Đấy, quá trời luôn nè. Rồi xuống nhanh đi chứ trời nắng nè. Đấy xuống nè, đập vịt luôn, đập vịt luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên trên phía cầu chuột xoắn ốc nha các bạn. Đây, khá là đông. Rút lên cao kìa, đó. Lên đây chuột cảm giác mạnh nè. Đi lên trên này nha. Ô wow, đông quá đông. Bên này mình sẽ xếp hàng rồi đi lên để trên mình chuột nè. Đông quá. Lên đây để mình chờ để mình đi lên nè. YouTuber. Một không khí rất là nhộn nhịp nha. Ồ. Khá là nhộn nhịp. Đa số là khá là đông. Ừ, đợi đó nha. Khá là nhiều. Cũng mà lên không mấy cái lỗ. Là chụp ai chụp cái xuống rồi đó không? Đó đi. Đông quá các bạn ơi. Wow. Khá là đông. Đây chờ để được lên trên đây trên này. Đây chờ lên thang khá là lâu nha. Quá đông. Để được lên cái thang bên kia thì phải xếp hàng chờ đến 4-5 vòng lên mới lên được nha các bạn. Khá là đông. Rồi mình sẽ đi lên thang nha các bạn. Thang bên này. Đó, thang bên này nè. Giờ đứng chờ để mọi người lên trên kia dàn dãn xong mình mới lên được. Đi lên trên này.
phải cái tâm bậc thang các bạn mới lên được tới đỉnh. À, mọi người sẽ lên phao nè. À, chuẩn bị trượt xuống nha. Wow, đã quá. Cái phao rất là khổng lồ. Rồi chuẩn bị trượt xuống nha các bạn. Đây nè. Wow. Giác rất là do mốt, được xuống rất là đã nha. Wow, rồi đã quá. Đây là cái phao được đưa lên trên các bạn, có một cái đường để đưa phao lên trên này. Đây. Wow, đã quá. Quá là hấp dẫn. Ta sẽ đi từ dưới đất lên trên tuốt trên đỉnh các bạn. Xong rồi mình tụt xuống tới cái đường ống này. Đó. Cái đường ống này ở trong này mình phải tung ra nè. Wow. Vui chơi trượt nước và chơi các bạn. Khá là hoành tráng nha. Bên này là khu vui chơi trẻ em trượt nước nè. Khá đã khá nhiều nha. Trượt cái này xuống nè. Trên cao xuống nè. Phía trên này là có một cái cái thau đổ nước nha. Giờ mình cho chụp xuống nha. Trời ơi. Nguyện quá. Quá đã. Có một số thành viên đi tắm suối, tắm sông nhưng mà ngồi trên bờ không à. Ngồi trên bờ uống nước lọc. Review cận cảnh. Trà ngọt lắm luôn á. Trà ngọt á. Cái mặt. Mặt ngọt. Được rồi luôn. Ngon quá. Một cái mặn xúc chắc luôn. Ngon. Ở sóng thần bên này là khá là hấp dẫn. Mọi người đang đi qua bên biển sóng thần. Đó, biển sóng thần bên này nè. Rất là rộng lớn nha. Sạch sẽ nữa. Ra biển chờ sóng thần đó. Mọi người đang ra ngoài kia là đón sóng thần khá là nhiều nha. Chuẩn bị đón một đợt sóng thần khá là dữ dội tới hôm nay. Đó, quá trời các bạn. Hôm nay rất là háo hức nha. Wow, quá là nhiều. Quá là đông nha. Thời gian chờ đợi sóng thần tới mình sẽ review cho các bạn thấy cái bãi biển này đông cỡ gì. Rồi đó, quá trời. Hàng ngàn người đang ở dưới bãi biển này.
chờ một đợt sóng thần dữ dội tới từ phía xa kia nha các bạn. Dự đoán sẽ một cái sóng thần rất là lớn nha. Phía trước kia là cái màn hình sông sâm LED lớn nhất Việt Nam nha các bạn. Sóng thần cuồn tới kìa. Mọi người đóng một đợt thì sóng thần rồi, lùa mọi người vô trong bờ hết luôn nè. Wow. Đây. Sóng thần rất là dữ dội, mọi người có một đợt sóng thần rất là lớn. Khi mà sóng thần tới rồi, giờ mọi người tắm biển đi đông, nó sóng nhấp nhô nè, khá là đông. Người lớn của chúng mình đang đi đón sóng thần, nhưng mà sóng thần được có một lần à, ít quá. Chuẩn bị đón một đợt sóng thần tiếp theo lúc 11:30 nha các bạn. Đã là nắng. Sóng thần lại liên tiếp đợt 2 các bạn ơi. Sóng thần tới rồi. Sóng thần là sóng sẽ đưa mọi người vô bờ các bạn. Đấy, mọi người đang đi vô bờ rồi. Đằng kia nguy hiểm quá. Rất là nguy hiểm, ngoài kia sóng thần rất là dữ nha. Sau một trận sóng thần đến bờ ấy, mọi người không cho mọi người xuống nữa. Mọi người đang chạy lên bờ. Nguy hiểm quá, coi chừng được sóng thần tiếp theo mạnh hơn nữa nha các bạn. Nguy hiểm lắm. Đây là các bãi biển nhân tạo có sóng thần cao 4m lớn nhất Việt Nam các bạn. Bên kia là màn hình cái ngoài trời. Ở đây tắm biển, nhưng mà nước biển ở đây không lạnh, nước biển đây là nước ngọt nhưng mà có sóng. Team mình sẽ đi ăn trưa các bạn. Sau khi chơi những trò chơi cảm giác mạnh rồi, bây giờ đi ra nhà hàng ăn trưa. Lên đây ăn trưa nè. Giờ ra nhà hàng số 22 ăn trưa nhé các bạn. Bây giờ cũng là 12 giờ kém rồi. Trong khu du lịch này là không cho đồ ăn đem vô nhé các bạn. Không, đồ ăn không đem vô, nước không đem vô. Vô đây mình sẽ mua đồ ăn, mua nước phía trong này. Có trong nhà hàng này bán rất là đầy đủ nha. Mình xin cái này, nhà hàng ở đây nè, mình cho vô đây mình ăn nè. Cho nhà hàng mình ăn trưa nè. Đây, đi vô trong ăn trưa nè. Đây là những món ăn trưa của mình nè các bạn. Khá là hấp dẫn nha. Wow. Phía bên trong này là nhà hàng ăn trưa nha các bạn. Khá là đông khách nha. Đấy. Mọi người ăn trưa là khá là nhiều.
sóng các bạn. Đây nè. Rồi mình sẽ lướt sóng. Đây. Sóng nó đẩy lên trên nè. Khá lớn lắm nha. Bên kia. Nước dập vô mặt luôn nè. Đây là hai anh đang biểu diễn các bạn. Ở đây biểu diễn khá là lâu. Đây là một anh đang biểu diễn tiếp nè. Rất là đông mọi người đang trên cầu đi đi xuống các bạn. Quá trời đông. Mình sẽ đi qua bên kia. Mình kiếm cái phao 6 người mình chưa các bạn. Qua bên kia này, bên này có máy bắn cược bên này nè. Rồi mọi người đang chuẩn bị đi xuống nè, giữ chặt vô nha cho ông bung tay nha. Wow, rồi mọi người thấy cái ống này không, vàng đỏ nè. Wow, xuống dưới khúc bên kia kìa. À, phao này 4 người các bạn. Đây. Đây là cái phao 4 người để chuẩn bị trục xuống nha các bạn. Cảm giác rất là do mốt luôn á. Quá đã. Đây. Giữ chặt vô nha, vô. Rồi coi có anh bạn chưa được xuống mặt đỏ rồi kìa. Giữ chặt vô nha. Nhắm mắt lại. Đó, cảm giác mạnh nha. Bao đi 6 người các bạn. Đây. 6 người. Xoay tròn luôn. Rồi chuẩn bị xuống nè. Đó các bạn thấy không? Đó trượt xuống. Chạy xoay luôn à. Vô. Nhấn xuống. Đấy. Rồi nhắn mắt luôn rồi. Thì 4 người tiếp tục lên nè. Ở dưới đây. Ở lên đây ngồi đi.
nuôi đang cắt chả nè. Rồi chả hấp dẫn không? Chả lụa các bạn. Ngon quá. Ngon, ngọt. Còn chả bự. Có chả bự. Sau khi mình chơi trò chơi với nước á. Đói. Xong lên có chả ăn. Ăn rồi tiếp rồi đi chơi tiếp. Ngon quá. À, dòng sông bây giờ khá là đông nha các bạn. Quá trời đông. Cái dòng sông là bơi kín rồi. Các bạn thấy bơi kín không? Không có chỗ nào trống rồi nè. Kín hết rồi. Khá là đông nha. Ai cũng thích thua đi cái dòng sông này. Đây nằm thư giãn. Ơi Khang ơi, bà làm gì bà? Ơi. Mọi người ra rất là thư giãn trên cái dòng sông này. Có một bạn đang lật phao phía sau rồi. Khỏi. Nằm trên phao này cho nó trôi đi cả ngày cũng không thấy chán. Rồi có một bạn đang uống nước lật thuyền rồi. Rồi một bạn lật thuyền nữa. Bỏ thuyền đi luôn à. Trên dòng sông này thì cảm giác là không muốn xuống nha các bạn. Quá đã. Rồi một bạn bị nhận nước rồi. Đây bạn này lật phần phao tiếp. Wow, lật phao nữa. Rồi mình tới bến rồi. Wow, đã quá.